Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một con Mitsubishi Lancer nha. Xe thì được sản xuất năm 2000, biển số ở biển Huế nha anh em. Bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ hoặc công chứng giấy tờ cho anh em mình nha. Đó. Xe thì hiện tại rất là đẹp. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi và tầm tiền cũng khá là hợp lý nha anh em. Xe này hôm nay bên em bán 72 triệu nha anh em. Mitsubishi Lancer của Nhật Bản. Bền bỉ thì thôi rồi luôn. Đấy. Dòng này thì được cái rất là bền bỉ, lợi xăng, tiết kiệm. Anh em nào mà đang có điều kiện kinh tế thấp mà hoặc là mới vừa tập lái ra mà muốn có một con xe che nắng che mưa, gia đình chạy ổn định, bền bỉ, không sợ hư hỏng vặt thì đây là một lựa chọn sáng suốt cho anh em mình nha. Đấy. Con này thì rất là anh em đi mua về rất là tự tin luôn, không phải lo về vấn đề sửa chữa hoặc là vấn đề phụ tùng thay thế hoặc là vấn đề mà hỏng vặt nha, bởi vì nó rất là lành bền. Đó. Ví dụ như một con xe máy của mình thì nó chỉ bền ngay con xe máy thôi, rất ít hỏng vặt, ít hư. Đó. Đồ đạc thì rất là chắc nha anh em, đồ đạc sản xuất nói chung người ta xài rất là ok. Xe thì sản xuất năm 2000, chủ xe giữ gìn cũng rất là kỹ, sơn xe bên ngoài anh em có thể thấy rất là đẹp, lốp láp đăng kiểm bình thường, đèn đuốc thì bên em kiểm tra hết rồi, chạy rất là ngon. Đó. Nói chung được cái về chạy ngon, bền bỉ, lành tính, lợi xăng nha anh em. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi, không biết phải làm gì thêm về con xe này nữa nha. Đó. Sơn xi bên ngoài anh em thấy khá là đẹp nha anh em. Đó. Sơn xi mình thấy quay cận cảnh cho anh em coi. Phom dán xe thì anh em thấy cũng rất là dễ nhìn. Đó, trong thì cũng rất là dễ nhìn, tầm tiền có 72 triệu bao vận chuyển nha. Anh em nào rút hồ sơ thì thêm phí nha anh em. Còn giá tiền bên em bán 72 triệu bao vận chuyển. Nội thất là nội thất nỉ hết. Xe thì quanh xe anh em có thể thấy xe khá là còn chỉnh chu. Chủ xe thì cũng có rất kỹ. 72 triệu thì thôi, bền bỉ cực kỳ nha anh em. Đấy. Nội thất là nỉ này, bốn kính bấm điện này, gương gập điện này, màn hình âm thanh loa đài đầy đủ nha. Đấy. Anh em thấy không, đẹp. Nói chung xe này thì em cũng không biết tả gì, thì nó rất là bền thôi, chỉ biết là con này nó chạy nó bền bỉ, máy móc êm, lợi xăng, máy lạnh điều hòa đầy đủ, rất là thích hợp cho anh em mình mua về sử dụng đi nha. Đấy, che nắng che mưa 5 người rất là tốt. Đó, mình có thể chở 6 người cũng được. Tay lái, trợ lực này, rồi số nhẹ nhàng này, đồng hồ báo km, tua máy, kim xăng, kim nước đầy đủ. Đó. Còi keo nha anh em, còi keo, màn hình, âm thanh loa đài đầy đủ. Có led nội thất, xe, cần số rin. Đấy. Số vào rất là nhẹ nhàng, có khóa mốt. Đấy. Rồi gương bấm điện đầy đủ, số năm 2000. Thì Nhật Bản nha anh em, Nhật Bản. Đó, gương chiếu hậu chỉnh điện, rồi bốn tổng hệ kính chỉnh điện nói chung hoạt động tốt, còi keo khóa mốt rồi đầy đủ. Máy 1.6 vuông xăng điện tử và đặc biệt rất là lợi xăng, lành tính. Màn hình nghe nhạc đầy đủ nha anh em. Này, led gầm ghế này đầy đủ này, tắt mở đầy đủ này ha. Ghế da thì ghế là ghế nỉ nha anh em. Ghế của nó thì ghế nỉ. Âm thanh thì rất là hay. Anh đã từng cố gắng. Âm thanh rất là hay nha anh em, côn số thì nhẹ nhàng. Côn số em vào rất là nhẹ nhàng nha anh em. Chung xe này thì chị em phụ nữ mình em tự tin là chị em phụ nữ có thể đi được, bởi vì nó sẽ nhẹ nhàng hơn những cái con La Note hoặc là con Nubera, những cái con mà trong xe trong tập lái anh em chạy nó sẽ sướng hơn những con xe trong tập lái rất là nhiều. Dòng này thì giờ mình so sánh với Vios nha anh em. Đó. Chạy ngang ngửa Vios chạy êm á, chứ còn La Note, Nubera, La City rồi thì thôi không bằng nó đâu. Gương kính bóng điện này, dòng này nó thiên về bền bỉ, người ta sản xuất để thiên về bền bỉ. Bền nó ngang ngửa của Toyota, ngang ngửa Toyota nha anh em, trần là trần nỉ nha anh em. Đó, trần nỉ. Đèn đuốc đầy đủ hết này, đèn đuốc đầy đủ hết. Đó, nói chung xe cũ như thế này thì em thấy quá ok rồi, không có gì mà để mà chê một con xe mà nó như thế này nữa. Nó có bảy mấy triệu nhưng mà chức năng hoạt động nó đầy đủ. Và đặc biệt nó rất là bền. Không vặt này, không hư vặt này. Đó, gương kính bóng điện hoạt động lên xuống rất là trơn tru nhẹ nhàng luôn. Đồng hồ tua máy là đầy đủ này, đó. Tua máy này, km nè, báo đầy đủ, kim xăng, kim nước và đầy đủ. Đó.
phù hợp cho anh chị em mình để mua về sử dụng nha. Gương gập điện này. Đó. Xe có 72 triệu một gương gập điện đầy đủ hết cho anh chị em mình luôn. Đó. Đồng hồ này, tăng sáng, giảm độ sáng này, tăng độ sáng này, nè. Đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết nha. Gương kính điện đốt đồ hoạt động tốt hết. Máy móc nổ êm 1.6 nha anh em. Còi đồ đầy đủ này. Máy 1.6, máy lạnh điều hòa mát nha anh em, máy lạnh điều hòa rất lạnh luôn. Đấy. Em nói vậy là anh em hiểu rồi. Giá tiền con này thì em bán thì lời khá ít nha anh em. Đấy, nên là cái giá tiền hợp lý cực kỳ cho anh em mình mua về sử dụng nha. Máy móc thì nổ rất êm, chạy nhẹ nhàng. Chạy bốc nha anh em, 1.6 nhưng mà chạy rất là bốc, nhẹ nhàng, chở 5 đến 6 người vô tư. Ghế là ghế nỉ này thì đi mùa đông nó rất là ấm. Đấy. Ghế nỉ nó còn mới keo. Nhìn cái bộ nỉ nó còn mới như thế này là anh chị em mình biết chiếc xe người ta đi người ta giữ gìn đến mức nào ha. Gương kính bấm điện 4 tổng là hệ kính bấm hoạt động tốt hết nè. Gương kính bấm lên xuống nhẹ nhàng nha anh em. Cột kèo chỉ đây. Đó. Chỉ thì giờ đời này thì có chỗ còn chỗ mất, nhưng mà cam kết với anh em mình là không đâm đụng và không ngập nước nha anh em. Đấy. Xe thì cốp sau cũng đã rất là rộng, có đội này sơ cua đầy đủ này, những cái cơ bản thì nó có hết rồi, 5 sơ cua nguyên bản theo xe. Đó. Đội sơ cua đồ cũng có đầy đủ rồi, thùng bọng trong đây tôn vỏ là nguyên, cam kết anh em mình không mục mọt. Bên em kiểm tra rồi, không mục mọt, không đâm đụng, không ngập nước. Anh em thấy có xe có 70 mấy triệu nhưng mà đây em vẫn cam kết đầy đủ cho anh em, bởi vì cái chất lượng xe nó ok thì mình tự tin mình cam kết thôi. Đó, gầm bệ đẹp này anh em thấy không, mấy cái này cái tét rét bên ngoài nó bình thường như này, móc mà bình thường, chỉ là thùng tôn đó còn nguyên hết nha. Đó, thùng tôn ở đây là nguyên bản nè, sườn xi là nguyên, không mục mọt nha anh em đã kiểm tra rồi. Anh em vào xem xe nhìn bên ngoài nó sẽ rõ ràng hơn, đèn đốt đầy đủ nha, không thiếu thứ gì nha anh em. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi, không biết phải làm gì thêm về con xe đấy nha. Nội thất nỉ thì rất là đẹp nha anh em, nội thất nỉ rất là đẹp, anh em mua về đổ xăng là chạy nha anh em. Phom dán xe anh em có thể thấy này. Anh em có thể thấy sơn xi bên ngoài thì em thấy nó khá là ok rồi, không xước xát nhiều. Đó, sơn xi cũng khá là đều màu. Nội thất thì nội thất nỉ thì còn khá là đẹp nha anh em. 72 triệu khóa mốt, máy lạnh đầy đủ này, còi đèn đốt đầy đủ, bên em kiểm tra hết cho anh em rồi, những thứ cơ bản nhất là bên em đã kiểm tra rồi. Đó, như bu ri nhớt nhau là bên em kiểm tra rồi. Anh em mua về con này thì anh em đổ xăng là đi thôi. Đó, bởi vì dòng này nó bền lắm anh em, bền được cái bền bỉ lợi xăng. Mở máy lên đây. Máy móc thì nổ rất là êm nha anh em, máy 1.6 à, máy 1.6 lợi xăng cực kỳ. Máy móc thì nổ khá là êm nha anh em, sạch sẽ khô ráo. Cột kè thì bên em đã coi rồi, không đâm đụng, không ngập nước này, quạt đồ đầy đủ này, bình ắc quy đồ cũng còn khá là mới này. Đó. Máy móc anh em có thể nghe tiếng máy nổ này, máy nổ rất là tròn, tiếng nổ êm. Cam kết với anh em mình không đổ hơi, không kêu cam kêu cò, không đâm đụng và không ngập nước nha em, không nóng nước nữa. Đấy. Cabo rồi đây, có 72 triệu thôi. Nồi đồng cối đá là đây nha anh em, đúng là nồi đồng cối đá luôn á. Máy móc thì nổ rất là êm. Cam kết với anh chị em mình không kêu cam kêu cò nha. Đấy. Xe thì bao cho anh em chạy xa thoải mái luôn. Máy móc con này thì em rất là tự tin. Máy móc côn số, tay lái trợ lực rồi đầy đủ nhẹ nhàng hết nha anh em. Có mốt rồi đầy đủ này. Có mốt rồi gương gập điện này anh em thấy không? Rất ok. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi nha anh em. Gầm bệ đẹp nha anh em. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi nha. Gầm bệ rất là đẹp này. Mitsubishi Lancer nha anh em, 2000 nha anh em, tắt cái đèn luôn đây. Đó, 2000 khóa mốt rồi đầy đủ này. Đó, 2000. Tại suất năm 2000 nha anh em. Đấy, khám đăng kiểm còn đến tháng 1 tháng nữa, đăng kiểm còn 1 tháng nữa. Đó. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi. 72 triệu bao vận chuyển, anh em vào xem xe chạy về có bớt phí nha anh em. Đấy. Nồi đồng cối đá siêu bền bỉ, siêu lợi xăng nha anh em.
phụ tùng thay thế mà dễ tím, dễ có, rẻ tiền nữa. Nói chung là một dòng xe rất là thích hợp cho anh chị mình có điều kiện kinh tế thấp mà muốn có một con xe che nắng che mưa không phải sợ hư, thì đây là một sự lựa chọn xứng đáng nha anh em. Bên em sẽ chịu trách nhiệm rút hồ sơ sang tên bình thường nha anh em, anh em chỉ tốn phí thôi, chứ còn rút hồ sơ sang tên thì vẫn bình thường, còn mình để biển về mình đi thì vẫn bình thường nha anh em, đi đường thì vẫn ok, không ai phạt không ai bắt gì anh em hết. Đấy. Mình thích thì mình sang tên thì tốn tiền thôi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.